với bề ngoài bình dị, nhưng có ai biết được đó là bậc thánh nhân. Thánh chúng cũng như vậy, chớ giấy tâm phân biệt. Trong chúng tăng rộng lớn, phải lấy giới làm trọng, chỉ tăng nào phá giới chẳng thuộc vào tăng số, ví như nước biển lớn chẳng dung nạp thay người. Ông trưởng giả thí chủ nghe lời vị sa di dạy là vì đã thấy rõ thần thông của vị sa di trẻ tuổi này, nên liền chắp tay sám hối, dùng kệ thưa rằng: đại đức đã phá nghi, tôi nay mai được gặp, nếu mà chẳng thưa hỏi thật là ngu trong ngu. Vị sa di đáp: ông muốn thưa hỏi điều gì, tôi sẽ xin giải đáp. Ông trưởng giả thưa: Phật bảo thanh tịnh và tăng bảo thanh tịnh, bên nào thắng hơn? Vị sa di đáp: tôi chẳng thấy Phật bảo và tăng bảo có hơn có thua nhau gì cả. Vì sao? Có một thời Phật đi khất thực trong thành Xá Bà Đề, gặp một bà la môn đằng xa đi đến chắn đường. Ông bà la môn có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ rằng: vì sao mỗi ngày vị sa môn này cứ đến nhà ta đòi nợ như thế này? Phật biết suy nghĩ của ông bà la môn, liền thuyết kệ rằng: trời mưa rơi từng hạt, khiến lúa đậu được mùa. Mỗi lần tu phước nghiệp, mỗi lần thọ phước báo. Nếu đã thọ pháp sanh, ắt phải thọ pháp tử. Nếu thành tựu thánh pháp, mới thoát dòng sanh tử. Ông bà la môn nghe xong bài kệ, biết Phật đã thấu rõ chỗ sâu kín trong tâm mình, xấu hổ, cầm bình bát của Phật đem vào nhà bỏ đầy thức ăn ngon cúng dường Phật. Phật chẳng thọ, mà nói với ông bà la môn rằng: ta vì ngươi thuyết kệ, nhưng chẳng có thể thọ thức ăn này. Ông bà la môn hỏi Phật: như vậy tôi phải đem thức ăn này cho ai? Phật lại dạy: ta thấy trong hàng trời người chẳng có ai có thể tiêu hóa được các thức ăn này. Ông hãy đem đổ các thức ăn này nơi chỗ ít cỏ uống nước. Ông bà la môn liền đem các thức ăn đó đi đổ nơi chỗ ít cỏ và uống nước như lời Phật dạy. Lạ thay, khi vừa mới chạm đến mặt đất ẩm ướt, các thức ăn tự nhiên bốc lửa. Ông bà la môn kinh hãi, cúi rạp mình đảnh lễ dưới chân Phật, sám hối tội lỗi, xin xuất gia thọ giới. Phật dạy: thiện tai tỷ kheo. Kể từ hôm đó, vị tân tỷ kheo tinh tấn tu hành, ít lâu sau chứng quả vị A La Hán. Vị sa di nói tiếp: lại nữa, có thời bà Kiều Đàm Di lấy chỉ vàng dệt y đem cúng dường Phật. Phật bảo bà đem chiếc y đó cúng dường tăng. Như vậy nên biết cúng dường Phật bảo và cúng dường tăng bảo ngang nhau. Khi vị sa di nói đến đây, ông trưởng giả lại hỏi: thức ăn mà ông bà la môn cúng dường Phật hôm đó cũng giống như thức ăn mà chư tăng đã thọ ngày hôm trước, vì sao lần này khi thấy ông bà la môn đem thức ăn cúng dường, Phật lại không bảo ông ấy đem cúng dường chư tăng? Vị sa di đáp: Phật muốn cho ông bà la môn biết rằng Phật cũng như chư tăng đều có thần lực, đều có thể thọ những thức ăn có tạp độc như vậy. Thế nhưng nếu Phật không bảo ông bà la môn đem đổ các thức ăn đó đi, nếu không cho ông bà la môn thấy tận mắt các thức ăn đó vừa gặp nước liền bốc lửa, thì làm sao khiến ông bà la môn thấy được đại thần lực của Phật và của chư tăng? Ví như khi chợt thấy gà vịt ăn phải một chất lạ gì lăn đùng ra chết, thì vị thầy thuốc giỏi liền nghiên cứu, phân tích tác dụng và độc tính của chất ấy, để rồi mạnh dạn dùng chất độc ấy làm thuốc trị bệnh vậy. Thế mới biết oai lực của vị danh y. Ông nên biết rằng người ái kính Phật phải ái kính tăng. Vì sao? Vì Phật pháp tăng là ba ngôi tam bảo vậy. Ông trưởng giả thí chủ vừa nghe xong liền sanh tâm hoan hỷ và thưa: kể từ nay trở về sau, đối với tăng chúng, dù tăng già dù tăng trẻ, tôi cũng đều xin nguyện nhất tâm cung kính. Vị sa di đáp: tâm ông nay đã tinh kính vô thượng phước điền tăng, không lâu nữa ông sẽ được đạo. Nói xong,
vị sa di đọc các bài kệ tán thán chúng tăng. Hết thảy bậc hiền đức, đa văn cùng tịnh giới, trí huệ cùng thiền định, đều ở trong tăng số, như nước từ muôn sông, đều tuôn về biển cả, như cây cỏ thuốc quý, đều từ núi tuyết sơn, như lúa đậu cây cỏ, đều từ đất mọc lên. Vì các hàng quỷ thần, Phật nhiều phen tán thán, người xuất gia cầu đạo, rằng khắp trong ba cõi, hết thảy trời cùng người, nhất tâm niệm ba vị, thiện nam tự xuất gia, được vô lượng lợi ích, chỉ niệm ba vị tăng, chưa đủ cả tăng chúng. Mà phước báo đã nhiều, huống nữa niệm thánh tăng, niệm tăng lợi như vậy, đàn diệt nên chuyên tâm, thánh tăng trong tăng chúng, là toán quân hùng mạnh, phá tan hết ma dương, dẫn đường vào niết bàn. Nghe vị sa di nói về các công đức của hàng thánh tăng, ông trưởng giả và các người trong gia đình ông sanh tính tâm thanh tịnh và liền thấy được bốn thánh đế. Niệm tăng được lợi ích như vậy nên phải thường nhất tâm tinh tấn niệm tăng. Niệm giới. Hỏi: thế nào gọi là niệm giới? Đáp: giới có hai thứ, đó là giới hữu lậu, giới vô lậu. Giới hữu lậu cũng chia ra làm hai thứ, đó là giới luật nghi, giới thiền định. Luật nghi giới khiến cho các phiền não không sanh được, còn thiền định giới ngăn các phiền não không cho quấy nhiễu, khiến giữ được tâm thanh tịnh. Người sơ học phải hành cả luật nghi giới và định cộng giới. Nếu hành thêm đạo cộng giới nữa thì mới gọi là hành vô lậu giới. Lại nữa, như trước đây đã nói về niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Phật là vị đại y dương trị hết thảy bệnh của chúng sanh. Pháp là phương thuốc hay để trị bệnh. Tăng là các y sĩ điều trị. Thêm vào đó, giới là những điều cấm kỵ bệnh nhân khi dùng thuốc. Giới là chỗ trú của hết thảy các thiện pháp. Ví như tất cả các cây cỏ đều từ đất mọc lên, tất cả những người được thiền định, trí huệ đều là những người tinh tấn trì giới vậy. Người trì giới thanh tịnh vào được các thiền định, được thật trí huệ. Người xuất gia trì giới thanh tịnh được giải thoát niết bàn. Niệm giới được lợi ích như vậy nên phải thường niệm giới. Hỏi: thế nào gọi là khuyết giới? Đáp: tội ở thân gọi là khuyết giới, tội ở khẩu gọi là phá giới. Tội nặng gọi là khuyết giới, tội nhẹ gọi là phá giới. Người trì giới thanh tịnh chẳng có sanh tâm ái nhiễm. Người bị ái ân trói buộc ví như người bị giam cầm trong lao ngục. Nếu hối tâm trì giới thanh tịnh thì sẽ chẳng còn bị ái nhiễm trói buộc nữa, nên gọi là được giải thoát khỏi vòng ái kiếp. Vô lậu giới là giới của người trí. Phật và Bồ Tát tán thán giới này. Vì sao? Vì vô lậu giới chẳng thể bị phá, chẳng thể bị hoại. Nếu y giới này mà tinh tấn tu hành thì sẽ được thật trí huệ. Trong tám thánh đạo có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thuộc về vô lậu giới. Hỏi: trì giới làm duyên cho thiền định, nay vì sao lại nói trì giới dẫn sanh trí huệ trước, rồi sau đó mới có thiền định? Đáp: người đi đường phải nương theo sự dẫn đạo của đôi mắt. Người tu hành phải nương theo lời dạy bảo của thầy mà tinh tấn tu học, nhất tâm tiến tới, chẳng bao giờ ngã theo tà đạo. Muốn được như vậy,
phải có chánh kiến, có chánh trí huệ, quán năm ấm đều do duyên sanh khởi. Do vậy mà chẳng còn vướng mắc nơi các pháp, đoạn trừ được các ái kiến, tận diệt được ba độc tham sân si, để tiến thẳng vào đạo vậy. Bởi nhân duyên vậy, nên người tu hành phải lấy chánh kiến làm đầu, rõ biết các pháp thế gian đều là hư vọng, chẳng thật có, nên nhàm chán. Cũng rõ biết niết bàn là giải thoát, an lạc nên tu. Do có chánh kiến mà có chánh tư duy, khiến trí huệ tăng trưởng. Lời nói cũng như hành động đều đúng như pháp, dẫn đến có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Lại nữa, do có chánh kiến mà siêng năng tinh tấn trì giới, chẳng hề giải đãi, dẫn đến được chánh tinh tấn vậy. Lại nữa, do chánh kiến mà thấu triệt được các pháp quán về bốn niệm xứ, dẫn đến có chánh niệm. Rồi khi đã dẹp sạch các phiền não, khi tâm đã được an ổn, không còn tán loạn nữa, thì sẽ được chánh định. Như vậy là chánh kiến tương ưng với chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thêm vào đó, nếu tinh tấn trì giới sẽ được chánh tinh tấn, khiến chẳng còn mất chánh phương tiện, nên được chánh niệm. Có đủ bảy chánh hạnh này rồi, tâm sẽ nhớ mãi, chẳng quên, thường được thanh tịnh, chẳng còn bị loạn động, nên được chánh định. Bởi nhân duyên vậy nên nói, tu tám thánh đạo được vô lậu giới, được chư Phật và chư Bồ Tát tán thán. Hỏi: trên đây nói về vô lậu giới, còn hữu lậu giới thì như thế nào? Đáp: hữu lậu tùy theo vô lậu mà hiện hành. Hữu lậu giới như tên giặc đã quy hàng, khiến các thiện căn tăng trưởng dần dần, dẫn đến được noãn pháp, nhẫn pháp và đảnh pháp và thế đệ nhất pháp. Khi được vô lậu giới rồi mới gọi là niệm giới hoàn toàn. Niệm xả. Hỏi: thế nào gọi là niệm xả? Đáp: xả có hai thứ, đó là xả thí, xả phiền não. Trong xả thí lại có phân biệt hai thứ, đó là xả tài thí, xả pháp thí. Niệm xả là niệm tài thí xả, pháp thí xả và phiền não xả. Đây là căn bản của hết thảy các thiện pháp. Hỏi: vì sao nói do bố thí mà thành tựu được phước đức? Đáp: Phật dạy bố thí là duyên khởi trợ đạo, tài vật là duyên khởi sanh phiền não, dẫn đến các nghiệp tội. Do xả tài vật mà xả được phiền não, dẫn đến thành tựu được phước đức. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: có hai anh em cùng mang theo 10 cân vàng, bỏ nhà ra đi tìm đường sinh sống. Giữa đường, người anh sanh ác tâm muốn giết người em để đoạt lấy số vàng. Người em cũng muốn thủ tiêu người anh để chiếm đoạt hết tài vật về mình. Nghĩ như vậy rồi, hai anh em trở nên lạnh nhạt với nhau, chỉ chờ cơ hội để hại nhau. Do cả hai người đều đề phòng nên chẳng có ai ra tay trước được. Thời gian trôi qua, cả hai anh em bỗng nhiên tỉnh ngộ, đều tự nghĩ rằng: nếu chỉ vì số vàng mà anh em đang tâm sát hại nhau, thì chúng ta có khác gì loài ác thú. Thế rồi, vừa đi đến bờ suối, người anh cầm túi vàng liền xuống nước. Người em thấy vậy, vui mừng reo lên: hay thay, hay thay. Người anh hỏi: sao em lại hớn hở reo mừng như vậy? Người em đáp: này anh ơi, chỉ vì số vàng này mà hai anh em mình đều sanh ác tâm, muốn sát hại nhau. Anh đã kịp thời hành động sáng suốt, kéo anh em chúng mình ra khỏi vực sâu của tội lỗi. Kể từ đó, hai anh em được sống an vui, tràn đầy hạnh phúc.